Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua về phần mềm KCAD. Thì phần mềm KCAD là phần mềm hỗ trợ triển khai kết cấu của phần bê tông cốt thép, nhà dân dụng và công nghiệp. Phần mềm hỗ trợ từ AutoCAD 2007 trở lên, các bạn nên sử dụng CAD đời cao. Phần mềm hỗ trợ vẽ móng, cột, dầm, sàn, thanh tô, cầu thang, thống kê thép tiện và các tiện ích khác. Nên cái thanh Melu này, các bạn khi cài thành công vào AutoCAD sẽ thực hiện thanh Melu này. Mình sẽ vân ra phần móng này, đấy gồm móng đơn này, móng cọc này, đấy phần cột này, phần dầm này, đấy phần sàn này, phần vẽ lanh tô văng này, vẽ thang này và tổng hợp cốt thép này, tiện ích khác này. Bây giờ các bạn đổi tắt kích này, đây nó sẽ có hướng dẫn này, đấy có hướng dẫn các bạn đổi tắt Video này, này bạn mình xem bạn đổi này. Và cái hướng dẫn sử dụng này, các bạn kích đây nó sẽ đến YouTube này, đến trang YouTube của mình nó sẽ hướng dẫn sử dụng này và kết nối Zalo, Facebook này, kiểm tra phiên bản mới này. Thì các bạn sử dụng khi có phiên bản mới, các bạn bật test lên thì nó sẽ có thông báo cập nhật, các bạn tải bản mới về các bạn cập nhật bình thường và đăng ký bản quyền này. Đấy, các bạn đăng ký rồi nó sẽ có thông báo bạn đã đăng ký bản quyền. Và các bạn nên sử dụng CAD đời cao để mình sử dụng cái thanh zoom in này, đấy thanh zoom in này, đấy thì nó sẽ trực quan hơn này. Đấy, thanh zoom in các bạn kích đây nó có rồi, kích trực tiếp đây này, đấy bạn cho nó hiện hết lên. Thì các bạn tất cả các lệnh của phần mềm nó sẽ hiện hết trên đây rồi, đấy trên thanh zoom in này mình sử dụng nó dễ, mình đôi lúc mình không cần phải nhớ lệnh đâu, mình chỉ kích vào cái biểu tượng rồi. Ví dụ phần móng này, móng mình muốn xem hướng dẫn sử dụng phần móng, bạn kích vào phần móng này, video hướng dẫn phần móng bạn kích đây. Đấy, thì nó đến phần móng này, các bạn mình tách ra từng cái video một, các bạn sẽ xem phần móng, phần cột đấy này, video hướng dẫn này, phần dầm này, phần sàn này, thanh tô cầu thang có hết đây này. Đấy, các bạn kích vào phần biểu tượng này, bạn điền thông tin với bạn vẽ này, móng đơn này, móng cọc này, móng băng này. Đấy, dầm móng này, cái này là vách này, vách bể hoặc vách hầm này ạ. Các bạn điền thông tin xong, các bạn vẽ thì các bạn thống kê bình thường thôi, bạn kích thống kê thép này, quét chọn hết các cấu kiện mình muốn thống kê này. Đấy, thống kê cho các bạn tổng hợp thép là bao nhiêu thanh thép này, chiều dài bao nhiêu này và số lượng cây bao nhiêu này. Đấy, tổng hợp hết cho các bạn. Thì phần mềm KCAD nó sẽ có tận dụng được cái thư viện này. Ví dụ đây là công trình mình triển khai này. Đấy, triển khai ví dụ mình vẽ cái móng băng này. Đấy, nó có thêm xây gạch ở trên nhá. Mình muốn lưu cái này lại để sau công trình khác mình lấy để mình sử dụng nhá. Đấy, mình lấy ra mình chỉnh sửa một chút thôi. Đây ví dụ nhé, hoặc cái dầm móng này, đấy dầm móng này chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình sẽ kích vào thư viện này, mình lưu nó vào cái thư mục nào đấy. Đấy, thư viện kết cấu này, đấy mình sẽ kích vào đây này, đây trong đây mình sẽ lưu lưu cái thư viện mình hay dùng ấy, mình lưu đây này. Các bạn kích vào tạo này, các bạn chọn các cấu kiện mình muốn lưu vào thư viện, bạn kích điểm chèn này và các bạn ghi tên đây. Đấy, ghi tên nó sẽ dễ nhớ. Các bạn giờ những công trình sau các bạn chỉ cần kích vào thư viện đây, thư viện các bạn kích vào thư viện, các bạn mở ra đấy thư viện này, kết cấu này, các bạn chèn này, đấy, các bạn chèn đây thì các bạn x ra phát, các bạn thống kê bình thường thôi. Đấy, thống kê nó vẫn nhận dạng thống kê cho các bạn có thể ví dụ mình công trình khác cái chỗ dầm này ạ, dầm này với thép mình nó khác, nó phi 14 rồi đấy, phi 14 này. Đấy, mình thống kê ra nó cập nhật lại cái đường kính cho mình. Đấy, cập nhật cái đường kính cho mình, không những cái dầm như này thì mình hay
hay sử dụng ấy, thì mình lưu thư viện. Thì phần mềm đã cài trên OD thì thư viện thì các bạn sẽ không bị mất khi cài lại Win. Đấy, trường hợp là các bạn lưu vào thư viện và lấy ra sẽ như thế. Thì sang phần cột cũng thế. Đây, phần cột đây, phần dầm này. Đấy, thì các bạn cũng xem video hướng dẫn thôi, mình hướng dẫn chi tiết từng cấu kiện một. Thì đây là cái công trình mình đã triển khai bằng phần mềm Kaket, cái công trình khoảng 320 m2 hai tầng, mình triển khai bằng phần mềm này, từ móng đến mái. Cái công trình về thời gian mình triển khai thì nó chưa đến một ngày. Đây, ví dụ như phần phần móng này, phần móng thì những cái mặt bằng này các bạn sẽ tự vẽ rồi nhé, mặt bằng này các bạn sẽ tự vẽ, và bạn sẽ tên cái tên này, cái tên block này, ghi chú tên block để sau này mình thống kê ra cái này thì bạn sẽ kích vào phần lấy tên cấu kiện này. Đấy, các bạn điền vào đây, các bạn sửa text, bạn điền đây như mình, và các bạn thống kê này, chọn tên block này. Tạo bảng này, đấy sẽ thống kê cho các bạn. Đây là phần bóng băng này, bóng băng thì phương án mình sẽ tách ra là mình sẽ vẽ thép đáy móng này, đấy, mình sẽ đáy móng trước này, xong đến dầm bóng băng này, thì thuận tiện cho phần thi công mình sẽ tách ra tùy các bạn. Đây, trường hợp ví dụ các bạn vẽ sang công trình, ví dụ các bạn muốn sửa chẳng hạn, sửa lại cái đường kính thép hay là số lượng thép ở đây, ví dụ P20 này. Đấy, mình sửa lại P20 này. Thì các bạn thống kê nó sẽ cập nhật lại. Nó cập nhật lại cái đường kính thép của mình. Đấy là P20 này. Và đây cũng thế. Rồi đây các bạn muốn thay đổi chiều cao thôi. Đấy, mình 350 thì mình thống kê nó sẽ cập nhật lại cái chiều cao của thép đai cho mình. Cập nhật lại. Sang phần cột đấy, sang phần cột thì các bạn cũng ghi chú cái phần ghi chú này, các bạn ghi chú tên cột này, các bạn thống kê ra cái cột như này. Đấy, bảng thống kê cấu kiện đây. Tên cột này, tiết diện này và số lượng bao nhiêu này. Đây, phần cột thì các bạn vẽ này. Ví dụ trường hợp các bạn sửa lại cái đường kính thép đây thì các bạn chỉ cần sửa lại đây thôi. Đấy, bạn sửa lại. Như trên thì muốn giảm đi, hoặc phim 16 này. 16 này. Thì các bạn vẽ lại cái mặt cắt của nó, bạn thống kê nó sẽ thống kê cho bạn. Phần cột này, đấy. Vẽ là mặt cắt ngang này. Đây của mình là phi 18 này. Nó cập nhật là phi 16 cho mình nhỉ. Đấy, bạn thống kê ra nó cũng cập nhật lại cái đường kính nhỉ. Thì phần mềm này vẽ này nó tận dụng được các thư viện và các bạn chỉnh sửa nó nhanh. Đấy. Thì cái sang phần dầm này. Sang phần dầm thì cái mặt bằng dầm này thì các bạn cũng tự vẽ vào. Các bạn tự vẽ nhé. Phần mềm nó không vẽ mặt bằng đâu. Mặt bằng này thì mỗi công trình như một khác. Thì các bạn sẽ tự vẽ và các bạn thêm block này vào để các bạn mình thống kê ra cái bản cấu kiện này bao nhiêu này. Đấy, thống kê các bạn kích vào này. Các bạn quét chọn hết. Đây, các bạn lấy cái tên này, lấy tên dầm này. Đấy, các bạn quét chọn đây thì nó ra từng tên một, tên này và cái kích thước này, số lượng bao nhiêu này. Ví dụ mình đây triển khai cho ví dụ dầm D1 này, thì các bạn vẽ xong các bạn nên copy ra, copy này, mình copy cái này ra ngoài, mình copy cái này ra ngoài để mình vẽ triển khai chi tiết từng dầm. Thì các bạn lên vẽ dầm tự động này. Đấy, mình chỉ cần x cái cột này ra. Thì phần mềm nhận dạng trên cái layer cột này và team này. Đấy, team là poly layer này, video hướng dẫn chi tiết mình có hướng dẫn rồi. Các bạn kích vào vẽ dầm này, đây mình ví dụ nhé, mình triển khai nhanh rồi. Đấy,
Vé tự động này. Các chọn cái tỷ lệ chiều cao chữ này, đi này, ví dụ mình đi 30 nó nhỏ quá mình chọn đi 50. Đây là sẽ báo lỗi này, vì cái này của mình cái này nó cái cột nó không ra, mình chỉ cần di chuyển lại cái cột đây. Đấy, mình di chuyển ở đây. Mình sẽ chọn lại, ví dụ thường thường mình vẽ dầm mình thường thường là từ đi tỷ lệ 1/40, 1/60 là nó hợp lý. Đấy, vẽ tự động này. Tùy theo tỷ lệ bạn vẽ các bạn sẽ lựa chọn. Các bạn kích vào vẽ mặt cắt này, nó tự động nó vẽ chèn cái mặt cắt này cho mình. Đấy, chèn vào. Như này các bạn vẽ xong này. Thì các bạn sẽ tên này, tên dòng các bạn copy đây này. Đấy. Bạn copy đây. Bạn điền cái chiều dài này, chiều dài có hai cách. Cách một các bạn dùng lệnh sửa text này, sửa text này. Đấy, sửa text này. Các bạn kích vào đây. Các bạn D cách thì nó sẽ nhận dạng trên cái mặt bằng như này. Bạn đo, đo chiều dài. Kích điểm là đầu và điểm cuối. Đấy. Hoặc cách thứ hai các bạn sẽ liên kết đinh này, đinh tính mép vào đây. Đấy, nó cũng chiều dài cũng đúng, đây là tùy. Cái này các bạn sẽ thống kê được. Đấy, thống kê này. Vì trường hợp mình muốn giật cấp ở cái chỗ này xuống 5 phân thì đây, giật cấp đây. Đấy, giật cấp này, giật cấp lên được xuống lại tùy. Thì phần mềm ở dưới ấy cho mình thì sửa nhanh. Thế sang cái phần thép sàn đấy, thép sàn thì các bạn nên các mặt bằng này, các bạn nên block vào, cột hoặc tim bạn block vào, đấy bạn copy cho nó dễ, block hoặc bạn group vào. Thép sàn thì các bạn làm như video hướng dẫn chi tiết, các bạn chỉ vẽ thanh chép như này, các bạn vẽ thanh chép à, đấy, bạn gán ghi chú đó. Đã xong các bạn thống kê thép sàn này, các bạn nhận dạng trước này, các bạn nhận dạng này, xong đánh số tự này, đấy xong mình thống kê, này, đấy mình thống kê này, thống kê cho các bạn, đây phần thép sàn ví dụ mình muốn thống kê thép sàn này, xuất dữ liệu từ mặt bằng này, đây ví dụ đây mặt bằng này, để tìm block đây, kích đây này, thanh này, D 14D này nó ở đâu này, đấy nó sẽ hiện sáng trên màn hình này, đấy hiện sáng này, đấy hiện sáng cho mình. Thì phần mặt cắt sàn các bạn vẽ được, đây nó có mặt cắt sàn này, đây, đây vẽ thép mặt cắt sàn đây các bạn vẽ vào. Rồi thì sang cái, phần đây phần mái tầng hai các bạn tự này, một phần thang đấy, phần thang thì cũng cũng triển khai nó cũng nhanh rồi, đây thang bộ này, các bạn điền đầy đủ thông tin và các bạn vẽ thang. Xong các bạn thống kê bình thường. Đến phần lanh tô vãng đấy. Để phần lanh tô này các bạn kích vào vẽ về lanh tô này. Các bạn kích điểm đầu và điểm cuối này đấy. Đấy. Cái chiều dài của cái cửa mình. Chiều rộng này. Xong các bạn đánh số tự này. Đánh lại số tự. Vẽ mặt cắt. Nếu mà cắt xong các bạn thống kê lại, đấy thống kê ra, thống kê cho bạn vẽ xong các bạn cũng sửa thép rồi, sửa thép rồi các bạn sẽ kích vào phần sửa text này, bạn sửa ở đây đấy, đường kính ở đây hoặc thay đổi chiều cao đó. Đấy, bạn kéo ra kéo vào đây, các bạn kích vào đây đấy, H200 bao nhiêu đấy chiều cao đây, xong các bạn thống kê ra, nó chỉnh sửa một cách dễ dàng.
và tận dụng được. Vì trường hợp mà các bạn muốn lưu cái này vào thư viện, các bạn lưu vào thì sau các bạn này thống kê ra cái chiều dài bao nhiêu, ví dụ chiều dài mình là 1,5 đến 2 mét thì bố trí thép nào, các bạn chỉ có mặt cắt được thôi, có mặt cắt vào. Đấy, như này anh Tô đây mình lưu vào thư viện này mình chẳng, ví dụ là anh Tô này mình muốn đưa, các bạn chọn đi trước để bạn sẽ thống kê ra sẽ đúng tỷ lệ, các bạn không cần scan. Đấy, các bạn có vào đây bạn sửa sửa chiều dài nó không, các bạn vẽ luôn cái mặt cắt ra cũng được tùy. Đây là cái công trình triển khai xong rồi, ví dụ có cái dầm được ạ, cái dầm nó thay đổi với chiều dài đây ạ, mình chỉ cần kéo thôi, kéo này ra đấy, mình thống kê lại, mình sẽ liên kết tất nhiên thống kê lại sẽ cập nhật được chiều dài và đường kính thép đai nó cũng cập nhật theo và chiều dài thanh thép chủ cũng cập nhật theo. Đấy, công trình xong tổng hợp thép toàn bộ công trình là bao nhiêu tấn ạ, bao nhiêu cây ạ, quét chọn hết. Đấy, ra này, đấy, ra bao nhiêu tấn này. Và các bạn muốn thống kê bao nhiêu cái đai ạ, để đi đi đặt thép đai chẳng hạn, đấy, bẻ thép đai thì bạn click ở đây. Bạn quét chọn hết. Nó sẽ có bao nhiêu cái đai này. Đấy, bao nhiêu cái đai đây, kích thước bao nhiêu này và số lượng bao nhiêu này, đấy. Sau khi bạn vẽ và triển khai xong công trình thì các bạn sẽ đánh số tự bản vẽ này, số tự này và thống kê danh mục bản vẽ như này. Thì để thống đánh số tự và thống kê được thì block công tên các bạn này phải chứa text AZT này, để số tự này và tên bản vẽ. Đấy. Thì để không tên như thế thì các bạn tạo ra cho mình cái text AZT rồi. Đấy, ví dụ mình không chưa block nhé, mình kích ATT này. Đấy. Mình ví dụ một là các bạn điền tên nhé, vì mình cho điện chèn vào đây. Đấy. ATT đây, các bạn mở lốc vào. Và chỉnh chiều cao chữ đó nhé. Cung tên đi. Đấy, thì đây nó thành text AT này. Đấy. Đấy, kích như mình sửa bình thường này. Đấy, bên lại thế. Đấy, các bạn kích vào đánh số tự này. Các bạn chọn text ADT bản vẽ này. Đấy. Số tự này. Các bạn số bắt đầu, số 01 này. Các bạn thay đổi này. Kết cấu và kiến trúc này. Đấy. Các bạn đánh sắp xếp theo thứ tự từ trên đến dưới, từ trái phải đấy tùy. Và các bạn sau các bạn kích vào đánh số tự này, các bạn quét chọn này, quét chọn này, đây sẽ đánh số tự cho các bạn. Đấy, kết cấu 34 này, kích tiếp này, đánh số tự các bạn chọn text AT này, tên bản vẽ này, đây, text AT tên bản vẽ của mình này. Đấy, và các bạn điền chiều cao chữ cho nó đây, vì à, thống kê vẽ này, đấy là thống kê cho các bạn tên bản vẽ và số hiệu này, đấy, tên bản vẽ và số hiệu, đây cái text của mình cho đang liên kết đây này, như trường hợp cung tên mình đây nhá, mình xóa liên kết đi, đấy mình liên kết text này. Như trường hợp mình chỉ cần sửa ở đây thôi, mình chỉ cái này đây. Đấy, bạn căn cho S hoặc các bạn reset này là nó được. Như gần đây đây thì cập nhật đây thì các bạn chỉ cần sửa mũi tên đây thôi, đấy tên đây sẽ cập nhật đây, các bạn không phải đánh lại nữa. Thì xong rồi các bạn sẽ kích sang phần in ấn rồi, in ấn thì các bạn sẽ sang phần in tự động này, các bạn chọn máy in này, ví dụ mình chọn máy in ảo là PDF ra một file PDF này, các bạn chọn block này,
chọn block không tên này. Đấy. Không block các bạn chọn theo layer này. Các bạn in theo thứ tự từ cột này, theo cột này. Đấy. Từ trên xuống dưới này, bạn click in này. Các bạn quét chọn hết này. Thì nó in cho mình. In đâu đánh dấu đấy này. In nhanh này. Vẽ in chưa khoảng 1 phút là xong. Bạn xuất ra thành một file PDF thì các bạn sẽ cài cái máy in đảo này vào. Máy đảo PDF đây này, đây tên này, các bạn lên Google gõ là nó cũng ra. Bạn cài vào. Các bạn chọn máy in này. Để in cho các bạn. Để in đến đâu đánh dấu cho các bạn này thì tránh trường hợp các bạn in sót hay gì đấy. Đấy xong rồi các bạn new lại đấy, new lại new đây, cứ new thành một file luôn, thành một file PDF cho các bạn luôn đấy, thành một file luôn này. Các bạn in thì các bạn chỉ cần Ctrl P là nó in một loạt, các bạn in máy in luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.